Chào mọi người trở lại với kênh mình ha. Thì gà của anh Phúc mọi người thì cũng chuồng nguyên hộ rồi ha, tên kênh mình. Thì khi mình xuất bán gà mọi người, một cái bệnh rất là mình đáng sợ đó là bệnh hen khẹt ha. Nếu mà hen khẹt thì nó mình sẽ giờ lại, mình bán chậm hơn mọi người. Kênh mình cũng có nhiều người ta hỏi về cái thuốc trị hen khẹt đó mọi người. Thì nay mình cũng sẽ làm cho mọi người rõ cái loại thuốc đó ha. Anh Phúc ơi, nhiều bà con người ta ngại cái vụ hen khẹt anh Phúc. Đến gần xuất bán rồi mà gà bị hen khẹt nhiều quá thì giờ anh có thể chỉ thuốc cho mọi người để mọi người đánh không được không anh? Tại em thấy gà anh thì đa phần là tới khi xuất bán là nó không có hen khẹt á. Anh có cách nào anh chỉ cho mọi người không? Hen khẹt là nó có nhiều nguyên do lắm em ơi. Ví dụ như đơn nguyên do mà anh ngại nhất bây giờ là về cái môi trường, cái chuồng trại mình á, mà cái môi trường mà mình nó bị hôi nhiều quá, khí độc nhiều quá, ví dụ như những ba khí anh là ba hai ớt rồi á, những khí độc á, thì mà mình không xử lý chuồng trại mình cho kỹ á, thì cho dù em xài thuốc cỡ nào cũng không hiệu quả. Bây giờ em xài thuốc cỡ nào, thuốc anh cho dù em xài kháng sinh mà loại mạnh nhất bây giờ, ví dụ như 5 triệu 6 triệu một ký luôn, không hiệu quả là không hiệu quả. Quan trọng nhất bây giờ là mình phải làm vệ sinh sạch sẽ cỡ chuồng trại mình trước đã, rồi cái môi trường mình nuôi phải thông thoáng, ví dụ là thông thoáng như vậy nè, cái độ dày của cái sân chơi nó có, mà cái lượng gà nó vừa đủ thôi, đúng không? Còn cái chuồng mình phải rộng đó, ví dụ như anh đây, anh khu này anh là 2.000 con gà mà anh nuôi cái chuồng anh nè, chuồng này không là 210 m² nè, chuồng này không là 150 m² nè, là hai chuồng này là đến 300 đến 400, đúng ra hai chuồng này anh phải nuôi đó phải 3.000 con gà, mà anh không nuôi 3.000 anh vẫn nuôi 2.000, lý do là anh muốn cho đầu con cho đạt hiệu quả tốt, ít hao thú y nhất, thì lúc đó là anh mình phải dùng cái con men vi sinh này, ha, thì con men này có nói nhiệm vụ là anh, thì bây giờ anh nói trước nha, con men này á, nó đây là một chai 1 lít, thì anh đổ anh hứng nước cây mình á, nhà máy mình á, mình hứng khoảng 40 lít, và mình để nắng ít nhất 2 đến 3 ngày, rồi sau 2-3 ngày đó xong rồi em mới đổ một cái chai này vô. Rồi em khuấy đều lên ha, xong rồi em mới đổ thêm một chai, đó là khoảng 1,5 lít bị bắt đường nữa. Rồi khi em mua chai này anh sẽ tặng cho em một cái chai là bị bắt đường, em đổ vô trong cái phi này luôn, em khuấy đều lên, em ủ từ 5 đến 7 ngày, thì lúc đó em lấy ra em tạt lên nền chuồng em. Còn nếu em kỹ nữa thì trước khi tạt lên chuồng thì em lấy em xới chấu lên cho nó đều lên, hay ra khỏi một khí độc thì em đưa cái con men này vô, thì nó sẽ nhiệm vụ nó phải ăn, nó phân hủy hết cho mấy mùi hôi thối, thì hôi chuồng mùi khai khí âm nhắc được đó. Xong rồi lúc đó là mình mới tìm ra nguyên nhân là lý do tại sao gà nó khẹt nữa. Chứ giờ mà em mà mình không xử lý cái nền chuồng này, mình cũng lo đánh thuốc không, thì cho dù thuốc nào cũng không hết là không hết, đến nền chuồng mình hôi quá rồi thì không bị hết được, đúng không? Dạ. Thì mà cái chai này là gọi là con men vi sinh, dạ. Ha, nó có rất nhiều công dụng. Thì bây giờ anh chỉ nói trước đó là công dụng trước là đầu tiên nó là xử lý môi trường cái chuồng trại mình đây ha. Dạ. Nhớ mà cái thùng mà mình đựng nước để mình pha con men này vô á, thì mình phải xài cái thùng mũ nha, đừng có xài thùng bằng sắt, là nó ăn hết, ăn mòn sắt luôn á. Dạ. Con men này hay lắm. Thì mình nếu mình tưới men này khoảng bao lâu rồi mình tưới lại anh Phúc, là mà, nếu mà nó có hồi là không? Thông thường anh là từ 20 đến 30 ngày anh tưới lại lần nữa. Thông thường nhân quan trọng là cái chuồng mình có bị hôi hay không đã. Ví dụ bây giờ cho dù anh nói cái thông số là từ 20 đến 30 ngày là anh tưới thêm lần men là đúng không? Nhưng mà lỡ như mà trong có mới 10 ngày chuồng em hôi nữa thì sao? Bộ lọc em phải tưới lại chứ, em đừng có nghe theo công thức đó hoài. Em hiểu không? Có nghĩa là mình làm sao mình thấy mà con chuồng mình không hôi thì mình thay 30 ngày, bây giờ 35 ngày cũng được, 40 ngày cũng được. Nếu mà chuồng hôi quá thì là 15 ngày là mình đã tưới rồi, hiểu không? Mình tưới thường xuyên luôn để cho nó ăn hết cái đồ này. Thì mà khi mà men này vô rồi đó, thì em chịu khó chừng, ví dụ như mình ấm gà đi, anh ấm gà đầu tiên đi, đến ngày thứ 15 bắt đầu anh tưới sơ men lên rồi. Xong đến ngày 30 mấy 40 anh tưới thêm đợt nữa. Rồi đến ngày 80 ngày bắt đầu anh tưới ẩm luôn á, ẩm nhẹp luôn á, cho nó thật là ẩm luôn, rồi xong rồi đó là anh mới là gắt cây lên cho nó ngủ, và xong nó khỏe rồi đó.
mà trong thời gian mà 80 ngày đến 120 ngày đó là 40 ngày đúng không, mà nếu mà nó có hôi thì anh mới thúi lại, không hôi anh bỏ luôn. À, rồi xong rồi phân mình ra nó quay một sổ luôn, rồi mình có thể mình bón cây trực tiếp luôn, mình không có cần suy nghĩ nữa. Thì cái bộ này anh để là 99 ngàn. Cho bà con là được 40 men, 40 tấn men vi sinh để mình tưới chuột. 40 tấn lít men ha, 40 tấn men á, là một chai này cộng thêm anh sẽ tặng thêm là 1,5 kg, 2 kg. Bây giờ như là 2 mấy á, dưới mặt đường. Là cái chai coca, chai coca lít rưỡi á, thì em hòa vô là được 40 lít nước, nước sạch nha, nhớ nước sạch nha. Ha, nước mưa thì mình cũng phải để nắng cho 2-3 ngày, nước cây cũng phải để nắng 2-3 ngày nha, nước để mà nắng luôn. Không sao hết, hàng này không có sợ nắng nha, đặc biệt không sợ nắng, nắng bao nhiêu cũng được, không có sợ. Thì em cũng được 40 lít đó, em mới tưới lên trường mình. Thì khi mình tưới mình có chú ý là thời tiết nắng nóng hay là như thế nào mình tưới không Minh Phúc? Hay là không mình... cần luôn, lúc nào cũng được, con men này nó không có sợ bất cứ trời mưa, trời nắng, chống không có sợ trời gì hết trơn á. Nói chung là nó nắng ngoài 60 độ thì nó mới chết lận, con men này nha. Nhưng mà mùa nắng này, nắng ở miền Nam mình hoặc là cho nắng cái đâu, mình đâu làm gì được 60 độ. Chỉ 42, 43 độ, 45 độ là nắng dữ lắm rồi đúng không? Là ông nghe này là 60 độ luôn là nó mới chết. Yên tâm là em thoải mái, em không canh thời tiết luôn. Thậm chí mình mưa ướt dầm về cái nào em tạt lên cũng bình thường luôn. Anh đã thí nghiệm rồi, anh đã thí nghiệm dài lần thí nghiệm ví dụ này rồi. Anh lúc mà anh làm lâu lắm rồi. Là những cái mình sình hôi thúi anh tạt lên xíu anh hết liền. Yên tâm cái này mà mình anh em xài yên tâm cái bộ này. Dạ. Còn nếu mà anh em muốn xử lý hen kẹp bằng thuốc, anh Phúc có thể rồi có ăn thẻ thuốc thì anh cũng có luôn, nhưng mà thì anh nói trước nha, thì anh em sao mà xử lý môi trường xong thì mình mới kiểm tra lại, do con gà mình nó là bị hen kẹt là do con Mycoplasma đúng không, thì mới đó lúc đó mình mới dùng kháng sinh ha. Thì kháng sinh đó thì ở đây anh có một cái kháng sinh như thế này, là đây cái bộ này là đặc trị hen kẹt ha. Một túi này là 100 gram, trong đây nó gồm là 3 kháng sinh. Ha, 3 kháng sinh là anh đánh con Mycoplasma luôn. Thì khi mà anh xài cái bộ này thì anh phải có kèm theo cái bờ gơm nữa. Thì bờ gơm nó dễ lắm, bờ gơm nó là mình mua thiếu uy là cũng có, cho nên mỗi lần mình mua thuốc uy nó mình bán, kêu bán một ký bờ gơm vô 100 hay là 100 mấy ngàn ký gì đó, mình về trộn vô một gói này cộng thêm một gói bờ gơm nữa. Thì gói này là 100 gram, nó sẽ dùng được là cho là 2,5 tấn gà. Ha, gà nhỏ ăn cũng được mà gà lớn ăn được, mà anh khuyên là gà lớn gà nhỏ đừng ăn cái bộ này, lý do bộ này rất là mạnh để dành cho gà lớn chứ mình sức chán như vậy nè. Mình ăn còn gà nhỏ anh làm cái bột khác nữa, không phải mạnh như bộ này. Bộ này là cực kỳ mạnh để dành cho gà lớn ha. Đúng rồi, đánh chứ mình sức bán. Chứ bán. Chứ mà mình ăn cái loại này hoài thường xuyên á, thì lâu ngày cái con vi con mấy polyp nó bị lờn. Bị lờn kháng sinh, lúc đó mình sẽ không giết được nó chết mà nó lờn thuốc luôn rồi. Lúc đó mình có cách khác nữa nhưng mà nó hơi cực. Cách là cực công. Thì mình chỉ khuyên là không nên xài cái bộ mặt này trước. Mình hồi nhỏ thì như anh có bộ ấm, lúc anh có nó bộ ấm anh là gồm cũng 2 kháng sinh đó, anh có trộn lại để mình đánh con Mycoplasma từ 1 ngày tuổi đến 5 ngày tuổi đó. Cái bộ ấm đó anh có làm đó là cũng đánh được Mycoplasma luôn. Nói chung bộ đó là ấm gà dưới 30 ngày tuổi, từ 1 ngày tuổi đến 30 ngày tuổi là đánh bằng bộ đó. Đánh bằng cái hen kẹt trong bộ ấm đó hả? Bộ khác. Ừ đúng rồi, bộ ấm đó, là bộ khác nữa. Còn cái loại này là khác nữa. Loại này là cực kỳ mạnh ha. Cực kỳ mạnh. Đây là gồm 3 kháng sinh lận, nhưng mà mình muốn xài này phải kết hợp luôn cái lông đòm đó là bờ gơm á, để cho nó hạ cái đàm trong cuống họng xuống. Ha. Thì bờ gơm nó là một cái giống như chắc điện giải đi, mà nó pha trong này được nha. Tại bờ gơm nó là một cái gọi là trung tính, nên nó không có đụng như cái này đâu. Nên mình pha chung luôn. Pha chung một xé một gói này ra, cộng với một gói bờ gơm nữa là mình cho ăn bình thường. Thì bây giờ mình quan trọng mình coi cái lượng gà mình, ví dụ như con gà mình bây giờ hiện tại gà anh giờ nè, trung bình nó anh cho nó là khoảng là 2 kg đi. Thì bây giờ 2000 gà là 4 tấn gà. Thì này là hai một gói này 2,5 tấn, thì hai gói này là 5 tấn đúng không, thì là coi như hai gói là anh ăn khoảng tầm một gói thêm 1/3 nữa thôi, 2/3 nữa thôi, còn 1/3 nữa dành lại, hoặc là ăn mình ăn có gửi thôi, thì mình 3 gói ăn được 2 ngày, hiểu không 3 gói ăn 2 ngày. Mà kháng sinh đánh là tốt nhất phải đánh từ 4 đến 6 ngày, chứ không có đánh 3 ngày nha, 3 ngày không hiệu quả đâu, ít nhất 4 đến 6 ngày. Thường kháng sinh là phải làm vậy mà ăn liên tục luôn. Và thường kháng sinh mà em đánh là em phải đi buổi sáng sớm, là ví dụ buổi tối là mình ví dụ 2000 gà đi, anh cho ăn một đêm là 4 bao, bây giờ anh đổ 3 bao rưỡi thôi,
Thấy không? Anh dịp bình lửa bao. Đến chi? Cho nó đói. Sáng 4 giờ là nó đói rồi. Cái 6 giờ ra cái anh cho ăn là con nào cũng phải chạy ăn chứ không có con nào mà trốn trong chuồng. Là con nào cũng dính cái thuốc này hết trơn. Ăn đủ từ 4 đến 6 ngày vậy. Là ăn cũng sáng sớm. Giờ tới buổi trưa mình đi điện giải. Vô đường mình đi C hoặc là 3KC hay là mình đi kèm vô cái giai đoạn thận nữa. Cho nó mà giai đoạn thận hơi khá nhiều xíu nha. Tại thuốc này kháng sinh mạnh nên mình mới cần giai đoạn thận rất là tốt vô. Mình ăn mỗi lần là mình mua một ký nó là phải gần 200 đi thì mình ăn phải gần 100 gram giai đoạn thận. Rồi ăn liên tục 4 ngày vậy. Yeah. Rồi hoặc là 6 ngày cũng được, càng tốt. Nói chung cái đó là cái bổ trợ cho con gà gan thận tốt lắm nên là mình đừng có hạn chế về cái đó. Rồi buổi chiều mình đi dỗ béo hay là mình đi ra lông và quyển của mình, gà mình trong giai đoạn nào mình đi giai đoạn đó. Gà sức bán thì mình đi thuốc béo thì bằng chiều cử này nè là mình đi cái bộ béo. Bộ mà anh có một bộ nữa, một bộ đó là một bộ gọi là bộ ba mà thuốc béo. Mà thuốc béo là giờ lâu nay anh xài bộ đó anh cũng thấy ưng ý lắm. Chúng anh rất là nhiều bộ thuốc béo lắm. Thuốc béo bây giờ anh cũng có một bộ là cái thuốc mà thuốc béo luôn nữa. Ví dụ như mà giờ anh giá cả năm nay anh thấy là giá tốt đi ngon. Thì giờ anh sẽ cho ăn buổi sáng bộ này, buổi chiều ăn bộ khác. Buổi trưa mình ăn cái điện giải. Thì giờ anh làm bài toán rồi. Ví dụ như gà bây giờ là ví dụ nhà gà hiện tại bây giờ anh nói là 80 đi. Chừng 10 ngày sau nó lên 85.000 một ký thì mình lệch 5.000 một ký. Mà 1.000 con gà mình á, là trung bình á, anh tính ra là nó cho gà 1 tấn 7 đi. Đúng không? 1 tấn 7 như vậy là 5.000 mà cộng tấn 7. Với cộng tiền lệch kia nữa anh tính ra nó tầm khoảng gần 7 triệu tiền lệch. Tiền lệch giữa mập với ốm á nha. Nhưng mà mình chỉ bỏ ra khoảng chừng 2 triệu hoặc là 2 triệu rưỡi là mình thúc được 1.000 con gà lên rồi bao mập luôn. Không có thằng lái nào nó che được hết trơn á. Là lường đôi luôn, lường ức cu luôn. Mập đàng hoàng. Chưa đến ngày mà cũng mập mà đàng cho đủ bộ người ta luôn. Đó là anh có nhiều bộ lắm. Chúng mình có rất là nhiều bộ để mà thúc. Quan trọng là gà mình trong giai đoạn nào là anh thúc cái bộ đó. Nhưng mà gà giai đoạn mà từ 70 ngày anh thúc cái bộ khác. Từ 70 ngày cho đến 90 ngày anh thúc cái bộ khác. Rồi từ 90 ngày đến 100 ngày anh thúc cái bộ khác. Hoặc là từ 90 ngày đến 120 ngày anh thúc hai bộ liên tục luôn, là sáng chiều luôn. Buổi trưa anh bỏ, buổi trưa anh đi điện giải. Tại gà anh khỏe mạnh, anh không có ra ăn xin nữa thì lúc đó sẽ đi sáng chiều. Đi sáng chiều mà lúc đó từ 90 ngày cho đến 100 ngày là đi vừa thôi. Bắt đầu từ 100 ngày bắt đầu anh nặng tay á, là ăn rất là mạnh tay luôn. Thì anh đang thí nghiệm một bầy anh trong tổng 1.000 con là anh ăn là không hề ăn ba cái không ăn một lộ thức ăn thôi, không có thức ăn gì nữa hết trơn á nha. Và không có thân heo luôn á. Và anh chỉ hài thuốc bổ thôi thì anh khoảng chưa được 3 triệu. Mà bây giờ trung bình gà anh bây giờ khoảng trên 2 kg rồi. Chắc mấy cộng lại trên 2 kg rồi. Dạ. Thì cái bộ này thì anh có thể chia sẻ video sao hả anh Phúc? Bộ này để anh chia sẻ sao cho. Dạ. Thì cũng cảm ơn Phúc ha. Mọi người thấy ông trong chuồng này thôi mà ban ngày mình thấy mịt mù khói mọi người. Nó đi tới lui. Một khói bụi của mấy gà ha. Bởi vì gà nó rất là dễ bị hen kẹt. À, khi mà cái nó khói như vậy mình tưới nguyên cũng tốt nha mọi người. Đó. Thì gà của anh Phúc là lái ba kêu bắt rồi đó, giờ nó hết hen khẹt rồi, ảnh có đến thuốc đó mọi người. Cũng quan trọng nhất là cái chuồng nuôi của mình ha, mình cũng xử lý rồi nó không hôi là được. Thời tiết nắng vậy thì nó cũng đỡ, còn mưa dầm mới sợ. Thì giá gà năm nay thì cuối năm thì nó tương đối cao nên sẽ có lợi không người. Rồi video của mình cũng xin kết thúc tại đây ha. Mọi người có thắc mắc gì thì mọi người cứ comment, mình sẽ cố gắng clip giải thích cho mọi người nha. Còn ai muốn sử dụng thuốc hoặc là sử dụng men thì cứ nhắn tin cho mình qua số điện thoại Zalo ha mọi người, 0356 561 564 ha. Thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người ha. Chúc bà con chăn nuôi làm ăn phát tài phát lộc vạn sự như ý nha.